Ở đây có một cây bông giấy thường ở quý anh chị, nhưng mà ghép ghép bông giấy cẩm thạch của Mỹ. Nhìn cái lá nó cũng đẹp. Cái loại này là bị lai gì ta? Lai nó mới màu vàng vậy nè. Được biến mấy giờ nó đi học em? Này ghép vô cũng bít hết nè quý anh chị. Nè, ở đây nó có cái bông này quý anh chị. Bông nó tím đẹp ha. Giống như tím quế. Cái thân nó lắc đẹp nè quý anh chị. Cây này bộ đế cũng khá à. Đo thử quanh nó coi luôn. 43. Quanh nó 43 luôn quý anh chị. Cho chiều cao quá. Trăm lẻ ba. Chiều cao của nó là 102 quý anh chị. Bông giấy thường mà nó có đế như là cũng dữ lắm mà. Bông giấy bình thường là cây Mỹ nó không có đế đẹp, còn cây thường nó đế nó xấu quá à, 1-2 cộng. Này ghép cẩm thạch nó nổi ghê quý vị. Nó khi mà nở bông bông nó vậy nè quý anh chị. Cây này thì giờ nó chưa có bông, nó chỉ có một bông thôi. Rồi quý anh chị nào thích cây bông giấy này giao lưu thì liên hệ với chỗ Hoa Kiển Phúc Vinh đó quý anh chị. Cây này giá tại vườn là 2,5 triệu đó quý anh chị. Rồi, số điện thoại là 0939 505 472. Rồi video mình xin kết thúc. Bị nhục quá là không nổi. Hẹn gặp tại quý anh chị ở video kế tiếp.